6. Pháp môn thiền tông. Cách tu theo pháp môn này: 1. Không tu gì cả. 2. Tìm học cho biết rõ pháp môn thiền tông này, gọi là giác ngộ. 3. Tìm học cho biết rõ công thức trở về Phật giới, gọi là giải thoát. 4. Phải thật sự ham muốn trở về Phật giới thật mãnh liệt. 5. Phải tìm cách tạo công đức cho thật nhiều. Người tu theo pháp môn thiền tông này, khi còn sống rất an vui tự tại, gia đình rất hạnh phúc, rất yêu tổ quốc mình, không mê tín dị đoan, không tốn tiền làm những chuyện không đúng sự thật. Khi chết được vị Phật rước trở về Phật giới, gọi là thành Phật. 5. Tuổi thọ ở cõi trời vô sắc này cao nhất là 100.000 năm so với địa cầu này. Còn tuổi thọ đủ hay thiếu là do số nghiệp phước đức dương mà tánh Phật mượn thân người tạo ra nơi trái đất này. 6. Khi hết tuổi thọ, thân và tánh trời vô sắc tự tan rã ra, trung ấm thân chở tánh Phật trở lại dòng tộc ở trái đất, tiếp tục làm người tạo ra nghiệp mới, luân chuyển đi nơi khác. Còn luân chuyển đi đâu nữa là do tánh Phật mượn thân người tạo ra. Ở trái đất này, ai muốn vãng sanh lên cõi trời vô sắc sinh sống thì thực hiện 3 việc như sau. 1. Phải làm phước thiện cho thật nhiều. 2. Khi làm phước thiện, phải mơ tưởng ham sống nơi thanh tịnh. Phần 3. Cõi trời vô sắc. Vì sao gọi là cõi trời vô sắc? Vì cõi trời này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Thân trời cũng như cây cỏ, hoa lá ở cõi trời này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc nhưng rất thanh tịnh, nên gọi là cõi trời vô sắc. Việc làm ở cõi trời vô sắc này như thế nào? Cõi trời vô sắc này không làm việc mà chỉ thụ hưởng nghiệp phước đức dương trong cảnh thanh tịnh. Ở cõi trời vô sắc này hưởng thụ như sau. 1. Trời nam trời nữ giao hợp tùy thích. 2. Đi chu du ở đâu cũng được trong toàn cõi hành tinh vô sắc này. 3. Trời nữ mang thai 9.000 tháng 10.000 ngày sanh ra trời con. Đức Phật dạy các cõi. Phần 1. Phật giới. Nói không gian trùm khắp không biên giới, gọi là bể tánh thanh tịnh. Trong bể tánh thanh tịnh có các phần như sau. 1. Điện từ quang trùm khắp làm sự sống cho tánh Phật, các vị Phật, cấu tạo vỏ bọc của tánh Phật. 2. Trong Phật giới có hằng hà sa số cái ý. Cái ý này tự nhiên có đầy khắp trong Phật giới. Cái ý này tự nó có 4 phần. Lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy. Lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe. Lúc nào cũng rung động, muốn phát ra tiếng là có tiếng, gọi là hằng pháp. Lúc nào cũng biết gọi là hằng tri. Phần 2. Tam giới. Một vùng rất nhỏ trong càn khôn vũ trụ gọi là hệ mặt trời. Đức Phật gọi là một tam giới. 1.000 tam giới gọi là một tiểu thiên thế giới. 1.000.000 tam giới gọi là một trung thiên thế giới. 1.000.000 tam giới gọi là một đại thiên thế giới. 1.000.000.000 tam giới gọi là một tam thiên đại thiên thế giới. Mà Đức Phật nhìn trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới, đồng nghĩa đem 1.000.000.000 số cát sông Hằng ra đếm thì số cát này cũng còn ít hơn số tam thiên đại thiên thế giới trong càn khôn vũ trụ này. Đức Phật dạy các cõi. Phần 1. Phật giới. Nói không gian trùm khắp không biên giới, gọi là bể tánh thanh tịnh. Trong bể tánh thanh tịnh có các phần như sau. 1. Điện từ quang trùm khắp
làm sự sống cho tánh Phật, các vị Phật, cấu tạo vỏ bọc của tánh Phật. 2. Trong Phật giới có hằng hà sa số cái ý. Cái ý này tự nhiên có đầy khắp trong Phật giới. Cái ý này tự nó có bốn phần, lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy, lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe, lúc nào cũng rung động muốn phát ra tiếng là có tiếng gọi là hằng pháp, lúc nào cũng biết gọi là hằng tri. Đức Thế Tôn dạy tiếp 12 câu kệ. Sự sống vị Phật là sao? Sự sống tam giới là sao phải tường? Tu Phật phải rõ thông đường, luân hồi sinh tử không vương làm gì. Tu phước là để được chi? Tạo ra công đức làm gì phải thông? Tu sao còn dính trong trần? Tu sao giải thoát mười phần phải thông? Ngồi thiền quán tưởng cầu mong, nhìn trong tam giới mà không hiểu gì. Thiền tông Phật dạy để chi? Phải biết thật rõ hết đi luân hồi. Phật giới gồm có những chi? Càn khôn vũ trụ có chi phải tường? Tam giới phải rõ thông đường, người tu theo Phật rõ đường để đi. Tánh người phải biết là chi? Ở trong tánh Phật có gì phải thông? Phải rõ luân chuyển trong trần, giải thoát ra khỏi đường trần là an. Như Lai dạy rất rõ ràng, không chịu tìm hiểu nói càng kiếm danh. Cứ mãi lường gạt đua tranh, cứ đi đi mãi loanh quanh luân hồi. 12 câu kệ trên đây là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ông Maha Ca Diếp, truyền theo dòng Thiền Tông Tuyệt Mật, Pháp Môn Thiền Tông. Cách tu theo pháp môn này: 1. Không tu gì cả. 2. Tìm học cho biết rõ pháp môn Thiền Tông này gọi là giác ngộ. 3. Tìm học cho biết rõ công thức trở về Phật giới gọi là giải thoát. 4. Phải thật sự ham muốn trở về Phật giới thật mãnh liệt. 5. Phải tìm cách tạo công đức cho thật nhiều. Người tu theo pháp môn Thiền Tông này khi còn sống rất an vui tự tại, gia đình rất hạnh phúc, rất yêu tổ quốc mình, không mê tín dị đoan, không tốn tiền làm những chuyện không đúng sự thật. Khi chết được vị Phật rước trở về Phật giới gọi là thành Phật. Soạn giả Nguyễn Nhân. Trước khi đọc sách, xin mời độc giả đọc 12 câu kệ của Đức Phật dạy. Phật giới gồm có những chi? Càn khôn vũ trụ có chi phải tường? Tam giới phải rõ thông đường, người tu theo Phật rõ đường để đi. Tánh người phải biết là chi? Ở trong tánh Phật có gì phải thông? Phải rõ luân chuyển trong trần, giải thoát ra khỏi đường trần là an. Như Lai dạy rất rõ ràng, không chịu tìm hiểu nói càng kiếm danh. Cứ mãi lường gạt đua tranh, cứ đi đi mãi loanh quanh luân hồi. 12 câu kệ trên đây là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ông Maha Ca Diếp, truyền theo dòng Thiền Tông Tuyệt Mật, để cung cấp cho các vị tổ Thiền Tông làm căn bản về pháp môn Thiền Tông học. Sau, các đời tổ sư Thiền Tông truyền lại cho Thiền Tông sư và Thiền Tông gia làm bản gốc dạy pháp môn Thiền Tông học này. Đức Thế Tôn dạy tiếp 12 câu kệ.
sự sống vị Phật là sao? Sự sống tam giới là sao phải tường? Tu Phật phải rõ thông đường, luân hồi sinh tử không vương làm gì. Tu phước là để được chi? Tạo ra công đức làm gì phải thông? Tu sao còn dính trong trần? Tu sao giải thoát mười phần phải thông? Ngồi thiền quán tưởng cầu mong, nhìn trong tam giới mà không hiểu gì. Thiền tông Phật dạy để chi? Phải biết thật rõ hết đi luân hồi.